Đầu câu hỏi đầu tiên ha. Con đã được nghe qua việc thần thông do sự thật. Sư có thể cho con biết rõ hơn cách thức hoạt động của điều đó được không ạ? Vì con thắc mắc rằng sự thật như thế nào thì thần thông mới được hoạt động. Con hỏi điều này không phải là có ý muốn sử dụng thần thông do sự thật hay gì đâu, mà con có sự thắc mắc về loại thần thông do sự thật sanh thôi ạ. Thì để mà một cái sự thật có thể trở thành thần thông á, thì thứ nhất là nó tùy thuộc vào cái người nói, tức là họ có cái đức hay là không. Cái thứ hai á, là cái sự chân thật đó có đáng giá hay là không. Cái sự thật nào đáng giá, tức là khi nói ra đó nó đủ để gây chấn động, thì cái sự thật đó là đáng giá. Sư lấy ví dụ ha. Nếu mình chỉ đơn giản là sáng nay tôi ăn cơm với cá, do nhờ sự thật này mong tôi chiều nay tôi cũng ăn cá với cơm, thì cái đó nó rất là nhảm nhí và nó không thể nào nó thành một cái thần thông cho sự thật được. Mà có những cái này có thể làm thần thông cho sự thật nè. Ví dụ như Bồ Tát có thể nói là từ khi sanh ra cho tới nay, trong suốt 20 năm chẳng hạn như vậy, tôi chưa bao giờ có ác ý với bất kỳ chúng sanh nào, do nhờ sự thật này mong cho ví dụ ha, mong cho người này được hết bệnh, thì cái đó có thể thành sự thật được. Tại vì cái sự thật đó nó đủ lớn và đủ để chấn động. Chứ còn cái kiểu tôi đang thở vào hít ra tôi chưa chết, do giờ nhờ sự thật này mong cho tôi trúng tỷ, thì cái đó chắc chắn là không thể thực hiện được ha. Rồi chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.